Được thành lập từ năm 1992 đến nay, mỗi năm tổ nhân đạo bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nấu cơm, cháo, nước sôi hỗ trợ cho hàng ngàn lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại 4 bệnh viện của thành phố. Hiện tổ có khoảng 270 tình nguyện viên, được chia làm 6 tổ, mỗi tổ thực hiện 1 tuần và luân phiên. Mỗi ngày tổ cung cấp khoảng 5.000 suất cơm cháo và 3.000 lít nước sôi tại 4 bệnh viện, gồm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, tổ nhân đạo còn thực hiện rất nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như là tặng 1.580 phần quà giúp hộ nghèo dịp Tết bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ tai nạn, bệnh nhân khó khăn, xe lăn, Tết Trung thu, hỗ trợ quà khám bệnh, hiến máu tình nguyện, ủng hộ thiên tai, chuyển viện, mai táng, mổ mắt miễn phí, trung bình mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng từ nguồn vận động.